Năm nhân vật lừng danh thế giới sinh năm Tuất. Winston Churchill là một trong những nhân vật lừng danh thế giới sinh năm Tuất. Chào đời ngày 30 tháng 11 năm 1874, ông Churchill là thủ tướng huyền thoại của nước Anh. Ông Churchill giữ chức thủ tướng của Anh từ năm 1940 đến 1994. Trong thời gian đó, thủ tướng Churchill đã dẫn dắt đưa nước Anh vượt qua chiến tranh thế giới II. Ông tái nhiệm chức vụ thủ tướng Anh trong thời bình từ năm 1951 đến năm 1955. Ông cũng là thủ tướng Anh duy nhất nhận giải Nobel văn học và là người đầu tiên được công nhận là công dân danh dự Hoa Kỳ. Mẹ Teresa sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 là một nhân vật lịch sử tuổi Tuất được nhiều người biết đến. Bà là người đã dành cả cuộc đời để phục vụ những mảnh đời bất hạnh và là người sáng lập dòng thừa sai bác ái. Hiện có khoảng 4.000 nữ tu của dòng thừa sai bác ái hoạt động tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Mẹ Teresa đã nhận được 124 giải thưởng từ nhiều tổ chức, chính phủ, bao gồm Giải Nobel Hòa Bình năm 1979, Huy chương Tự do do Tổng thống Mỹ Ronald Reagan trao tặng 1985, Huy chương Vàng của Ủy ban Hòa Bình Liên Xô 1987. Tháng 9 năm 2016, mẹ Teresa được phong thánh. Một nhân vật lớn khác sinh năm Tuất là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ông sinh ngày 19 tháng 8 năm 1946 và là tổng thống trẻ tuổi thứ 3 trong lịch sử Mỹ. Ông được bầu làm tổng thống thứ 42 của nước Mỹ năm 1999, khi ấy, ông 46 tuổi. Đến năm 1996, Tổng thống Bill Clinton chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và tiếp tục nhiệm kỳ ông chủ Nhà Trắng thứ 2. Sau khi rời Nhà Trắng, ông Clinton viết sách và có những buổi diễn thuyết ở nhiều nước. Donald Trump sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946 đã trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45 của Mỹ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2016. Trước khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump là một doanh nhân tỷ phú thành đạt trong lĩnh vực bất động sản và là ngôi sao của ngành truyền thông Mỹ. Michael Jackson sinh ngày 29 tháng 8 năm 1958 và là ông hoàng nhạc pop nổi tiếng thế giới tuổi Tuất. Riêng năm 1984, Michael Jackson đã giành 8 giải Grammy và trở thành người gặt hái nhiều giải thưởng Grammy nhất trong một năm. Trong suốt 35 năm sự nghiệp âm nhạc, Michael Jackson giành được 13 giải Grammy. Ngay cả khi đã qua đời, ông vẫn là một trong những người nổi tiếng quá cố kiếm được hàng triệu USD từ những cống hiến của mình cho nền âm nhạc thế giới trong 50 năm trở lại đây.